Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Cho Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ sáu ngày 13 tháng 12 với một số tin tức đáng chú ý. Đại học Việt Nam sẽ được tự chủ trong việc tuyển sinh. Nhật Bản thành lập lực lượng tổng hợp phản ứng nhanh. Thưa quý vị, luật tiếp công dân, luật đấu thầu, luật thực hành tiết kiệm và luật đất đai là bốn đạo luật trong số luật được Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam vừa chính thức công bố sau khi được Quốc hội thông qua. Báo chí trong nước loan tin luật đất đai được công bố lần này có nhiều nội dung đổi mới quan trọng liên quan đến chế độ sở hữu đất đai, quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết luật đất đai sửa đổi năm 2013 quy định chặt chẽ hơn các trường hợp thu hồi đất và thống nhất với các quy định tại điều 54 hiến pháp vừa được thông qua. Luật sửa đổi vẫn quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật. Các trường đại học cao đẳng sẽ được tự chủ trong vấn đề tuyển sinh, đó là nội dung chính của dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào chiều ngày hôm qua tại Hà Nội. Theo dự thảo mới, toàn bộ việc tuyển sinh sẽ được chuyển giao cho các trường đại học và cao đẳng để tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước là thanh tra và kiểm tra. Nếu dự thảo được thông qua, trong những năm tới, các trường đại học và cao đẳng có thể lựa chọn 3 phương án tuyển sinh, bao gồm tuyển sinh theo đề án riêng đã được Bộ Giáo dục xác nhận, đáp ứng yêu cầu hoặc tham gia kỳ thi đại học chung do Bộ Tổ chức hoặc thỏa thuận với các trường có đề án tuyển sinh riêng đã được bộ xác nhận để tổ chức thi tuyển. Các hãng hàng không Nam Hàn hôm qua cho biết, họ sẽ tuân thủ các quy định của Trung Quốc đặt ra khi bay qua vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông. Trước đó, Seoul đã ra hướng dẫn cho các hãng hàng không cho phép họ có thể lựa chọn hoặc là tuân thủ hoặc không tuân thủ với quy định của Trung Quốc. Người phát ngôn hãng hàng không Asiana cho hãng tin AFP biết hãng này đã nộp kế hoạch bay cho Trung Quốc vào hôm qua. Còn hãng hàng không Korean Air cho biết hãng cũng sẽ tuân thủ quy định. Bộ trưởng Giao thông Nam Hàn hôm thứ Tư nói với báo giới rằng mặc dù các hãng hàng không có thể chọn làm theo cách của mình, nhưng điều này không làm thay đổi lập trường của Nam Hàn đối với vùng nhận dạng phòng không này. Nhật Bản sẽ thông qua văn bản lệnh quốc phòng mới cho phép quân đội nước này có những phản ứng mau lẹ và mạnh mẽ đối với những đe dọa từ Trung Quốc và Nam Hàn. Một quan chức trong Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng AP hôm qua cho hãng tin AP biết, chính phủ Nhật sẽ chấp thuận các quy định nhằm giúp cho lực lượng không quân và hải quân làm việc với nhau hiệu quả hơn khi có nguy hiểm. Các dân biểu Nhật hôm thứ tư đã chấp thuận kế hoạch mới, theo đó, một lực lượng mới sẽ được thành lập. Lực lượng này có tên gọi là lực lượng quốc phòng tổng hợp phản ứng nhanh. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nhận định đây là lần đầu tiên Nhật Bản đã đạt được sự linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh trên bộ biển và không. Trong một phiên tài kín vào ngày hôm qua, cựu Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva vừa bị kết tội giết người liên quan đến việc đàn áp những người biểu tình chống chính phủ ở Bangkok 3 năm về trước. Luật sư của ông Abhisit cho biết, ông đã bác bỏ cáo buộc và được trả tự do sau khi nộp tiền thế chân là 1 triệu 800 ngàn bạch, tương đương với 56 ngàn đô la. Phiên tòa trước khi xét xử được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 3 năm tới. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thái Lan hôm qua đã từ chối gặp phe biểu tình chống chính phủ. Người phát ngôn quân đội Thái hôm qua lên tiếng bác bỏ cuộc gặp với ông Su Thep Thosuban, người đứng đầu phe biểu tình. Tư lệnh cảnh sát chưa lên tiếng chính thức để vãn hồi trật tự, thủ tướng Jean Laxinawa đã giải tán hạ viện và kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 2 tháng 2 năm tới, nhưng những người biểu tình không đồng ý. Người đứng đầu phe biểu tình muốn hội đồng nhân dân do họ tự lập ra điều hành chính phủ. Và sau cùng thưa quý vị, cảnh sát Indonesia hôm qua cảnh báo những phần tử hồi giáo quá kích có thể đang lên kế hoạch tấn công vào những nơi cầu nguyện nhân ngày giáng sinh và năm mới năm nay tại thủ đô Jakarta và các thành phố khác. Tư lệnh cảnh sát Sutaman nói đã có những dấu hiệu cho thấy các phần tử có vũ trang đang tiến đến các mục tiêu đã định và đang chế tạo bom. Ông cho biết quân khủng bố có ở khắp nơi và đang hoạt động đó riết, cảnh sát Indonesia tiếp tục truy lùng bọn này, tuy nhiên ông không cho biết chi tiết các nhóm khủng bố nào nằm trong danh sách tình nghỉ. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á giao tự do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ arfa.tientviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ ái châu tự do.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.av.org. Diễm Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt. <laughs>